Galaxy Note 10 Lite giá rẻ, cạnh tranh với iPhone 11. Theo đó, Samsung gần đây được báo cáo là đang phát triển một chiếc Galaxy Note 10 giá cả phải trang mới của hãng. Mẫu điện thoại này đã lộ diện trong một vài dò dỉ thời gian qua và Sam Mobile vừa chính thức chia sẻ những thông tin thú vị liên quan đến màu sắc của máy. Cụ thể, nguồn tin này cho biết chiếc Galaxy Note 10 giá rẻ sắp tới sẽ được Samsung phát hành tại thị trường châu Âu với hai tùy chọn màu sắc trẻ trung là đỏ và đen. Các màu khác vẫn có thể được thêm vào danh sách này trước khi điện thoại ra mắt nhưng hiện tại, đây là hai lựa chọn mà Samsung đã lên kế hoạch. Giới công nghệ cũng tin rằng Samsung ra mắt mẫu Note 10 giá rẻ này là để cạnh tranh với iPhone 11. Galaxy Note 10 Lite sẽ ra đời nhằm đem đến lựa chọn tốt cho người dùng. Tuy nhiên, không rõ cấu hình của nó như thế nào để có thể hạ giá xuống mà không làm tổn hại đến thương hiệu cao cấp của Galaxy Note, nhưng gần như chắc chắn chiếc bút S Pen nổi danh của dòng sản phẩm này vẫn sẽ hiện diện trên nó. Hy vọng chiếc máy này sẽ không gây thất vọng như Galaxy S10e. Hiện tại chưa có nhiều thông tin về chiếc Galaxy Note 10 hạt rẻ mới. Tuy nhiên, nếu Samsung thực sự có kế hoạch này thì đây sẽ là mẫu máy giá rẻ thuộc dòng Galaxy Note thứ hai của Samsung.